Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc hộp từ giấy này. Chúng ta sẽ làm một chiếc hộp hình trái tim. Đầu tiên là các bạn gập hình dạng cắt bớt. Đây là một nửa của tờ giấy A4. Mình sẽ cắt bớt phần này đi để mình cuộn thành một hình tròn. Sau đó các bạn cuộn lại. Tiếp theo chúng ta sẽ gập này. Các bạn gập vào chúng ta có một đường này. Đấy, đây là phần đuôi của trái tim. Tiếp theo phần trên này. Các bạn cho vào. Mình sẽ gập này. Dí xuống. Các bạn cắt đường viền.